Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi xin chào hết tất cả anh chị em thiền sinh bạn đạo và quý vị Phật tử tham dự cái buổi pháp thoại trực tuyến ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ bảy 29 tây tháng 10 năm 2022. Hôm nay có một cái câu hỏi của cô Thanh mà sư không biết Thanh có mặt ở đây không? Sư cần hỏi một vài điều chút xíu nữa liên quan tới cái câu hỏi này. À, cô Thanh nói như thế này là gì đây, có những cái trường hợp làm tâm cô rất là khó chịu, ví dụ như người ta nghi ngờ cô, người ta chụp mũ cô, người ta nói cô cái này cái kia mà cái đó cũng không có, cái thứ nhất. Rồi có đôi khi bị người khác bắt buộc làm sao ý họ, tâm con cũng rất là khó chịu, vì lý do nào đó sự không biết, chắc trong làm hay là trong cái đời sống trong gia đình như thế nào không cực rõ. Nhưng mà như vậy đây là những cái chuyện mà nó xảy ra làm cho tâm cô này rất là khó chịu. Còn con có quan sát tâm khó chịu nó dịu dần, nhưng rồi bùng trở lại khi con về gặp mẹ con, và mẹ con đang hỏi han chuyện gì ở chắc là chỗ công chuyện làm đó, thì con kể nỗi tâm sân con rồi. Sư muốn hỏi Thanh vậy cho quan sát tâm khó chịu là quan sát như thế nào cho sư biết thử. Dạ, Anh thưa hay không? sư Thanh bữa nay không có mặt sư. À thôi, nếu vậy không có mặt thì thôi cũng bỏ qua thôi, chứ không biết làm sao. Sư không biết là cô này cô nói là cô quan sát, nhưng mà quan sát gì đây, tâm có quan sát nhưng mà rồi không biết làm sao. Thì thường thường á, cái câu chuyện mà chúng ta làm á, là khi mà gặp cái phần não á, tâm tham tâm sân mà nổi lên á, thì cái việc trước tiên mà chúng ta làm á, là chúng ta ưa phải trái với tâm mình. Chúng ta suy nghĩ thôi mà cái này là duyên là nghiệp của mình, mà cái này mình phải chịu tắc và leo trước mình làm ta, bây giờ người ta làm lại, hoặc giả là thôi cái này cũng do lỗi tại mình, như vậy như cái nọ. Mình phân trần, mình phải trái, mình lý luận với cái tâm của mình để cho tâm mình đi dịu xuống. Và khi tâm mình nó dịu xuống xong rồi rồi mình bỏ đó, rồi mình không có để ý nữa. Đó là lý do tại sao mà phiền não trào ra lại. Và trong trường hợp của cái cô Thanh này, sang suy nghĩ là cô chỉ quay một cách hờ hững vậy thôi. Sư không biết cô nói cô quan sát tâm khó chịu, nhưng mà quan sát như thế nào? Khi bạn quan sát tâm khó chịu nghĩa là bạn thấy cái tâm của bạn nó rất là bức xúc, bực bội, khó chịu. Có hai trường hợp bạn quan sát cái tâm nó khó chịu, nó dịu dần. Nhưng mà rồi không có phải để yên vậy đâu. Rồi lâu lâu mình suy nghĩ lại cái câu chuyện đó. Xong rồi mình suy nghĩ lại, mình coi thử là hồi nãy á, là cái người đó họ nói mình như vậy đó, mình quan sát cái tâm mình khó chịu rồi. Bây giờ mình suy nghĩ lại hồi nãy nó nói gì có đúng không? Nó cũng hỏi qua hỏi lại là cái tâm sân nó sẽ lên trở lại. Điều đó có nghĩa là cái sự quan sát của mình nó chưa tới nơi chưa chốn, nó vẫn còn gọi là halfway, tức là nửa đường thôi. Vì vậy khi mà ai mà nhắc lại hay là mình gặp cái người đó là tự nhiên mình nổi sân. Và một cái chuyện khác mà anh chị em phải nhớ một điều rằng đó, cái phiền não tham sân si của mình nó dày đặc cái kiếp này tới kiếp khác à. Bây giờ nó nổi sân là theo cái thói quen của nó, ai mà chụp mũ mình, tại sao mà mình nổi sân là tại vì mình tự ái, mình nói rằng mình không có cái đó, bản ngã của mình rất là cao. Còn nếu mình không có bản ngã, mình có trí tuệ thì mình nghĩ họ nói gì thì chuyện của họ thôi, mình có là được rồi. Đó thì cái chuyện này sư nhớ là ông thiền sư của sư ông nói rằng là đó, có một thời kỳ đó ông gặp cái ông trụ trì trong chùa, đó có ba vị quản trị cái chùa, đúng là hai vị thôi, một vị là lo về vấn đề mà dạy dỗ thiền sinh tức là thiền sư, rồi còn một vị quản trị về vấn đề mà câu chuyện trong chùa chiền tức là vị trụ trì. Đó thì cái ông trụ trì mà trong cái dịp đó là có hai vị thay đổi nhau, một vị 6 tháng 6 tháng, mà cái đây là cái sự sắp xếp của ngài hòa thượng Sủ Minh tức là ông thầy á, lúc mà ngài hòa thượng tịch đó, ngài sắp xếp ngài nói rằng là bây giờ sư này sư lo về vấn đề thiền sinh, còn hai sư này đó thay phiên nhau mỗi người 6 tháng làm trụ trì. Ừ, trong đó một sư á rất là tử tế vui vẻ với ông thiền sư, còn ông sư kia là ông canh tị vô cùng trời đất kiếm mọi chuyện. Cái lý do tại sao mà ông canh tị thiền sư, ông suy nghĩ rằng ông thiền sư ngồi cái ghế thiền sư đó có học hành gì đâu, còn mình bằng cấp mình rất là nhiều mà mình không có được ngồi cái ghế thiền sư, là bởi vì cái đây là do cái sự chỉ định của hòa thượng, chứ ông thiền sư đâu có biết à. Hòa thượng nói ông này ông dạy thiền rồi, bây giờ ông ngồi cái chức thiền sư cho tôi. Hai ông kia không có học thiền, không có dạy thiền nhiều thì bây giờ ở quản lý chùa chiền. Là đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là gì đây, tất cả những cái người nào mà tới trình pháp với ông đó, họ đều nói tiếng Anh hết trơn, đa phần như vậy. Ông này rất là thích cái ông trụ trì, ông rất thích có cái cơ hội để nói tiếng Anh. Vì vậy ông ganh tức nhiều chuyện lắm, và ông nghĩ rằng là ngồi ở cái vị trí mà gặp người ngoại quốc nhiều chắc là tiền nhiều lắm. Đó. Điều đủ thứ chuyện để mà ông ganh tức thì ông Tây thật sự nói.
Ông này Tri Bảo Liêm nắm quyền là tìm mọi cách việc hạ tôi. Ông vu oán tôi là làm chuyện này chuyện kia. Ông nói tôi là đi thông đồng quan hệ tình dục với cái cô mà đứng ra cuộc thông dịch. Tại vì ông thầy thực sự lúc đó nói tiếng Anh chưa có giỏi. Ông nhờ có một cái cô người Singapore thông dịch từ tiếng Anh ra tiếng Miến Điện cho ông. Cô này là cái nguyên là cha mẹ là người Miến Điện. Nhưng mà đi qua Singapore ở một thời gian từ nhỏ tới lớn. Rồi lâu lâu cũng trở tới trở lui, nghĩa là tiếng mẹ đẻ cũng biết nhưng mà không có giỏi lắm. Nhưng mà tiếng Anh thì rất là giỏi. Đó thì ông đứng ông nhờ cô này thông dịch dùng. Và cái ông tu trì ông nói rằng là ông biết là giữa cô này với ông thực sự là có cái quan hệ tình dục. Đó là một cái chuyện mà không bao giờ xảy ra. Bởi vì tất cả mọi người đều rất là rõ là cô này cô chỉ tới, cô chỉ giúp vậy thôi. Rồi cô đi về, cô ở cái cốc của cô cho cô đâu có liên quan gì với ông thầy. Mà ông thường xuyên có cái thói quen thì mà khi nào cho trình pháp xong là ông đóng cửa rồi ông có liên tiếp tiếp ai trên đó. Là một cái chuyện thứ hai nữa là gì đây, khi mà ông đã có cái ý định mà ông chụp một ông nói như vậy thì ông nói rất là nhiều, nhưng mà có một cái mà ông nói mà làm cho người ta rất là chấn động, đó là khi nói về một sư cô người Đại Hàn. Sư cô người Đại Hàn cũng thông dịch giúp về vấn đề mà cho người sinh viên Đại Hàn từ tiếng Đại Hàn ra tiếng Miến. Bị bà này bà ở bên Miến Điện lâu lắm rồi cho nó, nhưng mà bà rất là lớn tuổi. Thì ông cái ông trụ trì này ông cũng nói là ông thầy này cũng có quan hệ tình dục với hai người này. Thì ông người ta nghe như vậy thì người ta kiếm chuyện, người ta hỏi ông, ta nói ông thầy ông kia ông buộc tội sư như vậy suy tính ra. Ông nói cái đó là ông nói cái chuyện của ông thôi, còn tôi không có, tôi thoải mái, tôi không có, tôi phơi bình chỉ trích. Nói là sư phải lên trình với các vị trưởng lão là bạn của hòa thượng giao cái trách vụ là supervisor cái chùa này đó. Tức là trong qua cái chùa này là sư phải lên thư với các vị đó, cho ông đó ông làm ông nói nhiều cái ông đi ông loan ra nhiều cái ông thực sự tôi không có giải bất tôi nghĩ tôi không có, tôi khỏe, tôi thoải mái. Thế thì người nào có trí tuệ là gì, người ta chụp mũ mình, ta nói mình đủ thứ tội. Ông nói tôi không có, tôi biết là tôi không quan hệ tình dục với ai hết, tôi đã từ trong cái chuyện mà gia đình tôi đi ra tôi đã ngán ngẩm cái chuyện đó rồi, tôi không muốn làm dây dưa nữa. Nhưng mà ông đó ông canh tị với tôi, ông muốn nói đó chuyện của ông thôi. Cho đến nỗi mà Phật tử nghe là tức dùng cho ông phải chạy lên gặp các vị trưởng lão đó, nói rằng là dạ thưa sư, ở trong cái chùa Sư U Minh bây giờ lộn xộn lắm, cái ông trụ trì ông nói vậy vậy đó, ngài phải gửi một người xuống để điều tra coi thử câu chuyện xảy ra. Thì khi mà các vị trưởng lão đó chỉ định một vị tăng xuống thì ông này ông nhìn vấn đề là ông biết lên cái gì. Cái ông vô gặp ông thiền sư mới chuyện sơ sơ rồi ông thiền sư ông nói đó ông trình bày mọi chuyện xong xuôi rồi thì ông thay vì ông nói rằng là tôi biết là sư có lỗi không có lỗi là cái gì đó ông biết, sư chỉ nghe ông kể lại cho sư. Sư hỏi là các vị đại trưởng lão đó xuống thì cái vị đại diện cho vị trưởng lão xuống nói cái gì, thì ông thiền sư nói rằng là ông hỏi rằng là nếu trong trường hợp mà tôi muốn sư đứng ra lãnh cái phần mà quản trị chùa sư làm nổi không, tức là ý tôi muốn đuổi ông đó rồi đó. Ông thiền sư nói không, tôi không có làm được cái chuyện đó đâu. Bởi vì khi mà hòa thượng mất, hòa thượng có giao rõ ràng tôi bộ phận của tôi là dạy hành giả thiền sinh tu tập, còn hai vị đó là chia nhau làm. Nếu mà vị này làm được thì để cho vị kia, hoặc giả là quý vị chỉ định một vị nào cho tôi làm. Ông cũng không khiết tha gì cái chuyện chùa chiền, ông nghĩ là dính vô là càng khổ nữa. Thì quý vị thấy đây là những cái trường hợp cho mình thấy là khi mà mình có trí tuệ, mình có cái sự hiểu biết rồi đó, khi mà mình không có rồi đó, mình rất là confident với mình, mình tin tưởng với mình lắm, mình cảm thấy mình không có không ai nói gì được chuyện của họ thôi. Cái đời thì thế gian ta nói chó sủa mặc chó, hoặc lữ hành cứ đi là vậy đó, cứ việc tiếp tục đi mình làm cái chuyện của mình thôi, nó muốn nói gì nó nói, rồi phải trái là tự nhiên nó loại ra. Rồi cuối cùng á, chừng vài ba tháng sau là các vị trưởng lão mới nói rằng là ra lệnh là đuổi ông trụ trì này đi giao cái chùa lại cho ông thiền sư. Nhưng mà ông thiền sư ông giữ một thời gian rồi ông cũng nhờ người khác làm. Đó thì khi mà quý vị bị người khác vu oan giá họa cho quý vị, đục mũi cho quý vị cái này cái kia, làm cho quý vị nổi sân, là điều này quý vị là cái sự tụ tập quý vị còn yếu. Nếu mà quý vị không có mắc mới chỉ quý vị nổi sân, quý vị nổi sân tức là quý vị cách đồng tình quý vị nói rằng là quý vị có, do đó người ta nói người ta dặn mình như vậy. Mình không có thì mình không đổi sân, còn mình đổi sân tức là mình chắc là mình có dính láng gì, do đó bây giờ người ta chỉ cái lỗi của mình, do đó mình đổi sân. Thì cái thứ nhất là người ta gì đây chụp mũ con, làm cho con rất là khó chịu. Đó sư giải thích cái này là nếu mà quý vị có tu tập có trí tuệ thì quý vị biết cái chụp mũ là chuyện của người ta, họ làm cái chuyện của họ thế gian mà,
miệng thế gian nó muốn nói gì nó nói, mình không có thể không có ngồi, không có thời giờ để ngồi đó mà phân bua mà giải bày. Cái thứ hai nữa là gì đây, người ta muốn buộc con làm theo ý của họ, tâm con cũng không chịu. Cái này cũng bằng nạn. Họ có ý của họ, mình có ý của mình có thể giải bày, mình có thể nói, mình có thể giải thích. Rồi ví dụ vì một lý do nào đó, ví dụ chẳng hạn cái người đó là cái người supervisor của mình ở trong sở, họ bắt mình làm theo ý của họ, vì biết cơm ăn áo mình phải làm thôi, không sao cả. Nhưng mà vì tại vì cô này cô nói cô quan sát tâm khó chịu, nó dịu dần rồi thì cô để yên vậy thôi. Cô làm một cách kêu bằng là kêu bằng sơ sai, do đó nó không có bùng đó lại. Cái đó là cái phiền não của mình nó nhiều đời nhiều kiếp rồi, bây giờ mình nhìn một lần chưa chắc là mình đã, nó dịu xuống vậy thôi. Dịu xuống là cái tâm lúc bây giờ nó có niệm có định cho nó dịu xuống, nhưng mà chưa có trí tuệ. Phải có trí tuệ nó khởi sanh, nó hiểu được một cái gì đó thì cái tâm nó bắt đầu tập sanh, nó mới ngưng. Nhưng mà nó ngưng một chút đó vậy thôi, bữa nào nó gặp trở lại nó nổi nữa, mình quan sát nữa, mình hiểu nữa, thì cái sự hiểu biết mình nó càng ngày nó càng sâu dần mạnh dần, gọi là tuệ càng ngày càng chín mùi đó thì mới là được. Khi mà nó chín mùi rồi đó, thì nó nằm yên, nó đứng đó chờ sẵn. Cũng giống là mình đi, mình có một cái, mình làm công này việc nọ, mình dồn được một số tiền để sẵn qua bên đó. Có câu chuyện gì mình xử lý liền tức thì để sẵn đó, cho mình không có cần phải là lúc mà có chuyện gì rồi trước là mình hối hả, mình đi vay đi mượn, mình nhờ chỗ này chỗ kia. Còn không, bây giờ mình cái trí tuệ của mình nó có sẵn, là cũng giống như tiền mình có sẵn để đó, thì có câu chuyện gì mà xảy ra là mình lấy cái tiền đó mình xử lý liền tức thì đó. Thì khi mà nếu mà được như vậy thì cái vấn đề, tại vì cô này cô hỏi là cô làm như vậy là có cái gì sai, thật ra có cái gì sai đâu, đơn giản thì phiền não nó khởi sanh thì mình chỉ quan sát phiền não, mà không phải quan sát một lần thôi mà quan sát rất là nhiều lần, quan sát đến lúc nào trí tuệ nó khởi sanh. Và ngay cả khi mà trí tuệ nó khởi sanh, mình cũng phải tiếp tục quan sát hoài để cho cái trí tuệ này, cái sự hiểu biết này nó càng ngày chín mùi và giúp số tiền nó càng ngày càng nhiều. Thì có câu chuyện gì mình lấy cái tiền đó ra mình xử lý. Thì đây sư để sư làm rõ sáng tỏ mấy cái đạo bài này, mấy cái điểm này để sư đọc những cái phần mà thiền sư luôn giải thích. Đây là một cái câu chuyện gì đây, câu chuyện kể là cái này sư có đọc một lần rồi. Cái sư đó kia đó, ông nằm đi ngủ rồi cái ông mới để tâm lang thang đó, không biết sao, không biết cái suy nghĩ tới cái chuyện mà bên Việt Nam tại Nam Việt Nam xưa này lớn tuổi rồi, cũng khi mà ông trình pháp ông cỡ khoảng chừng 60 tuổi, cỡ tuổi của tuổi sư 60 mấy 70 tuổi, ông mới là nhớ sực lại một cái người nào mà đã gây phiền não cho người Việt Nam đó. Thì ông nằm cứ suy nghĩ hoài, đây là cái mà hành giả phải nhớ này. Mình mà hành thiện á, khi mình nằm mà mình thấy tâm mình suy nghĩ nhiều, bây giờ đừng có tham ngủ nữa, đứng dậy hoặc giả dậy ngồi thiền, hoặc giả là nằm yên đó và duy trì chánh niệm. Đừng có nằm đó mà cứ lôi cái chuyện cũ ra mà suy nghĩ, chính cái này đã làm cho mình buồn phiền khổ sở. Thì ông này ông nói rằng là ông càng nghĩ ông càng vỡ sân, thì khi mà ông vỡ sân ra thì ông bực quá, ông trở người lấy cái bệnh đó, cái tay cũng đụng vào trong con mắt. Ông này ông có hai con mắt, một con mắt là bị hư rồi, con mắt bên tay mặt nó còn tốt thì phải giữ con mắt đó, còn cái con mắt hư rồi thì coi như thua rồi. Thì ông khi mà ông hấp tấp, ông bực bội vỡ sân đó, đụng cái tay ngón tay của ông đụng một cái kéo cái miệng đụng chọt vào trong con mắt, thì khi mà đụng vào trong con mắt là ông đau quá, ông mới suy nghĩ nữa, ông nói cái cha trời ơi, cái con mắt lành này bây giờ đụng vào nó lỡ nó có chuyện gì mà nó đuôi nó mù đi rồi bây giờ làm sao đây mình tu đây, mình phải đi về Việt Nam rồi phải nhờ lại, mình nói với bà xã mình là mình bỏ mình đi rồi mà bây giờ mình về trở lại rồi mình gì đây, mình mặt mũi nào mà mình trở lại mình xin xỏ bà nữa không. Cái từ kiểu suy nghĩ đó đến suy nghĩ chỗ khác làm cho ông bực bội khó chịu. Thì sư nói trước khi dẹp được phiền não, hành giả phải thấy khi phiền não có mặt tâm mình khổ như thế nào, và sư thấy điều đó phải vậy không? Sư nói là sáng sớm là sư ngủ dậy là sư nghĩ lại cái chuyện này, tối hôm qua sư nằm và sư cả đêm sư trằn trọc, sư tao tức vì cái phiền não nó đầy đọa sư. Thì mình nghĩ đây, mình đây là một cái kinh nghiệm tốt này. Thì sư nói vậy, bây giờ sư hiểu này, sư hiểu rằng là trước khi nhớ là khi mình dẹp được phiền não là tâm sân của sư đó, thì sư thấy rằng là khi mà phiền não có mặt trong tâm mình thì mình khổ như thế nào. Đó là cái mà cái khổ thanh này cần phải nhớ đó. Khi mà câu chuyện nó xảy ra, mình tâm mình như thế nào trong khi mình xảy ra, mình thấy ô mình gì đó sân bực rồi mình bỏ qua, cho mình có cảm nhận cái khổ khi phiền não có mặt, có thấy cái điều này không?
Khi phiền não có mặt, mình cảm thấy rất là khổ. Đây là một dạng của trí tuệ. Nhắc nhở mình, hay là mình càng suy nghĩ càng nhiều là mình càng khổ. Mà cái người kia họ không nghe, họ không để ý nữa. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó mình giận ông chồng, mình giận bà vợ, đó, họ bỏ đi đâu mất tiêu này. Thì sao là công chuyện của họ. Còn mình ngồi đây, mình cứ giận, cứ hờn làm cho mình đau khổ. Thì khi mà phiền não có mặt, tâm mình đau khổ, mà cái đối tượng này nó không cần biết gì tới mình hết trơn. Hoặc giả là nó đã đi khuya, đã đi qua cuộc đời của mình, đã chết rồi, mất tiêu rồi, mà mình vẫn còn ngồi đây buồn phiền. Trước khi dẹp được phiền não, chúng ta cần phải nhớ, phải thấy là khi phiền não có mặt, tâm mình khổ như thế nào. Khi trí tuệ chưa có nhiều, hành giả phải can qua những điều như thế, không thể thể nào tránh được. Hãy tiếp tục duy trì chánh niệm cho trí tuệ phát sanh. Trí tuệ là sự hiểu biết rằng nếu mình duy trì phiền não trong tâm là mình khổ, mình không có làm gì được với người ta đâu. Vì trong tâm của mình là mình đâu có làm gì được người ta. Trong khi mình không làm được gì người ta mà mình ở đây, mình biết mà mình suy nghĩ, mình đau khổ, mình dằn vặt, mình giày xéo, mình tra tấn mình, cái ngu của mình ở cái chỗ đó, nhưng mà mình vẫn tiếp tục làm. Khi mà ai mà nói cái gì mình là mình cứ dễ suy tới nghĩ lui về cái chuyện người ta nói đi, rồi buồn thì mình đau khổ. Trong khi người ta nói xong, có khi người ta cũng quên, người ta cần biết mình nói cái gì nữa. Một đôi khi hành phiền não nó quá mạnh, ví dụ như trường hợp của sư này đó, đang nằm đó ngồi suy nghĩ và nói chuyện lung tung và làm cho tâm nó phiền não, thì mình cần chuyển hướng tư duy của mình. Khi tâm mình giả suy nghĩ về cái người đã làm cho mình đau khổ bên Việt Nam, hay nghĩ rằng con mắt này khi mà chọt tay vào nó bị hư đi, không có thấy đường được, thì phải về nhờ vợ cũ giúp đỡ. Những suy nghĩ như vậy sẽ làm cho tâm sân và lúc càng tăng. Phải đổi hướng tư duy. Như vậy phải suy nghĩ như thế nào, xem thử là có cách gì để mà cải thiện tình hình đâu. Nhưng mà ông thực sự ông nói đây là cái cách thức để mình giữ cái tâm mình thôi. Khi mình nghĩ một câu chuyện mà làm cho mình phiền não, mình suy nghĩ vượt trở lại. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, nếu mà có chuyện gì là mình phải đi về Việt Nam, rồi mình phải trở lại, mình gặp vợ mình xin xỏ bà, mình về mình ở lại, mình nói bà mình đi tu rồi mà. Bây giờ mình tự nhiên mình bỏ mình về, mình cũng tự ái chứ. Thì bây giờ đó, có cái cách nào mà mình làm cho nó khác không? Không có cái phương cách nào không? Chứ thay vì ngồi đó mà xin gì đây, suy nghĩ về những người đã làm hại mình, suy nghĩ rằng cái câu chuyện nó xảy ra, câu chuyện nó chưa tới mà mình tưởng ra, tưởng rằng rồi là nếu mà có chuyện gì là mình sẽ như vậy như kia, nó từ bé xảy ra con mình đau khổ. Vì vậy ông nhắc nhở, bây giờ câu chuyện nó chưa xảy ra, tôi tới đó suy nghĩ vậy là đủ rồi, không cần suy nghĩ nữa. Bây giờ mình nằm yên đây và mình duy trì trách nhiệm, và mình tiếp tục duy trì trách nhiệm cho tới khi nào mình vào, không cần không muốn ngủ nữa, chỉ nằm yên và duy trì trách nhiệm, giữ cái tâm mình cho yên tĩnh. Thì ông này ông nói rằng là sau đó đã có nhiều lần xảy ra, thì ông theo lời dạy của thiền sư, ông cảm thấy tâm của ông rất là tương đối, nghĩa là còn đỡ hơn trước rất là nhiều. Bây giờ trong một cái đoạn khác nữa cũng nói về vấn đề đó, trang 96. Đây là nói về vấn đề tâm tham thôi. Thì cái cô này cô nói rằng là con nghe thiền sư dạy nói rằng là gì đây, tôi không chỉ cho quý vị cách đoạn trừ cái tâm ái dục trong tâm quý vị. Thực sư hỏi là bây giờ làm thế nào mà cắt đứt cái ái dục, tại vì cái tâm của mình mặc dù mình đi tu rồi mà tâm mình cũng có suy nghĩ về cái chuyện ái dục, chuyện vợ, chuyện con, chuyện bồ, chuyện bình, đó là người này đẹp, người kia xấu. Đó là cái chuyện mà mình người tu mình không làm được, mà cũng không lợi lạc gì hết trơn á. Mà nó cứ nghĩ hoài, thì bây giờ phải tu như thế nào để mà cắt đứt, đoạn trừ những cái sự suy nghĩ này. Thì quý vị thấy đây là nói về tâm ái, nhưng mà tâm ái và tâm sân giống nhau hết. Mình không cắt được tâm sân mà không cắt được tâm ái. Đây là sư nói này, tôi không dạy quý vị đoạn trừ tâm ái vì bạn không thể làm được, thì cũng tương tự với tâm sân vậy. Tâm sân và tâm ái là phiền não mà, bạn cắt sao, bạn cắt như thế nào không cắt được cái gì được hết trơn á. Mà bây giờ làm sao để cho tâm sân hoặc cả là tâm ái dục nó bớt, là phải tu cho có trí tuệ. Cái phân sân, cái chức năng của trí tuệ là diệt trừ phiền não. Điều anh giả cần làm là phát triển các thiện tâm như niệm định tuệ. Khi trí tuệ của bạn đã được vun bồi, đã được tăng trưởng, đã được trưởng thành, thì tự động ái và sân nó sẽ tự động tắt. Thì lúc bây giờ bạn không có một người nào mà có thể cắt được tâm ái hết trơn. Vì đây là cái công việc của trí tuệ mà bạn không làm được. Bây giờ ví dụ chẳng hạn như mình nãy mà nói đó, cô này khi cô nghe người ta chụp mũ, cô buồn, cô giận rất là dữ. Còn cơ quan thân sư đó, người ta nói rất là dữ. Ta nói ông quan hệ tình dục với người này, quan hệ tình dục, đây là một con người mà nghe là cái bằng là, nếu mà tin theo lời ông kia nói thì
cái người này không phải là ông thượng sư nữa, mà cái người mà kêu mà bá chơi bá chạn luôn một đường ngoài phố làm cái thứ mà gì đây bị bạ không à. Nhưng mà thượng sư mất tỉnh bơ, nó không, tôi không có sao cả, tôi thoải mái à. Tại ông nói chuyện với ông còn tôi có đâu, tôi có là tôi dẫn ông chứ. Thì đó quý vị thấy không, cái khi mà mình mà mình có trí tuệ, mình có tu tập, cái tâm của mình tự nhiên nó suy nghĩ đúng rồi, suy nghĩ đúng thì tự nhiên mình không phiền não. Còn cái kiểu đó người ta chụp mũ con có đâu, mình phải con vua mình giải bày, rồi khi mình tới mình kiếm người ta mình giải thích, càng nói càng giải thích càng giải bày, bao nhiêu người ta càng càng nghi ngờ mình nữa. Thành ra tôi không dạy quý vị đoạn trừ tâm ái, mà tôi dạy quý vị cố gắng tu tập đi, để quý vị phát triển những cái thiện tâm như niệm định và tuệ, và nhất là trí tuệ. Một khi mà trí tuệ nó được gì đây viên mãn, được đầy đủ rồi, rồi nằm đó nó chờ sẵn mình đó, thì khi phiền não cứ tự động giải quyết, thì đó là cái bổn phận của nó. Đoạn trừ là cắt, cắt như thế nào? Khi chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập để cho trí tuệ hùng mạnh và trí tuệ sẽ diệt phiền não, vì đây là cái chức năng, là công việc của trí tuệ. Đây mới là cách diệt phiền não này, không ai diệt được phiền não ngoài trí tuệ. Sư nhớ có một lần đó, sư hồi nhỏ thôi, sư lại chùa đó, thì có một cái vị tới mà nói với sư rằng là tôi gặp cái vị hòa thượng cái chùa đó đó, tôi gặp ngài gì đây làm gì đây, tôi hỏi ngài một câu, tôi hỏi ngài làm thế nào mà dẹp được cái bản ngã của mình. Bởi vì tôi thấy cái bản ngã nó khi mà có cái bản ngã vô rồi thì nó bất chấp nó ta đây, nó làm giống như là mình là hay là giỏi, là làm nhiều cái chuyện mà cái mặt sau này mình suy nghĩ lại mình thấy nó ngu xuẩn quá, phiền não quá, ngu xuẩn quá. Thì sư không biết hòa thượng nó trả lời như thế nào, mà ông nói rằng là hòa thượng nó trả lời một câu tâm đắc là muốn 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 diệt ngã thì cho thấy phải thấy ngã. Rồi bây giờ làm sao mà thấy ngã? Thì lúc đó sư còn nhỏ quá, sư cũng hỏi gì nhiều nữa, nhưng mà mình thấy là làm sao mình diệt diệt ngã. Diệt ngã là chỉ có tôi, chứ có trí tuệ thôi. Trí tuệ nó làm cái chức năng của nó, làm cái công việc của nó cho bạn làm được, không có một cá nhân nào làm được cái chuyện đó hết trơn. Mà làm được cái chuyện đó là nhờ cái người đó tu tập và có trí tuệ, và cái trí tuệ của người đó giúp cho người đó hiểu cái này không có ai trong này trơn, cái này thoải mái thôi, không có sao cả. Rồi đó là câu chuyện mà sư nhớ hồi xưa. Rồi bây giờ đó, gần đây đó, cái gì sư đi về bên chùa Thích Ca Thiền Viện, chỗ của thầy của sư đó. Đó thì hôm đó là bữa đó là lễ trai tăng, thì cái bữa trai tăng đó thì người ta rất là nhiều vị trai tăng, và trong đó mà ngoài cái chuyện là các sư dùng cơm rồi đó, họ mời sư các sư tới lấy cơm trước để bàn đồ ăn đầy vậy đó, thì các sư lại lấy đồ ăn xong xuôi rồi, các sư lấy xong rồi thì các sư vô ngồi đó, thì Phật tử lại lấy đó. Thì người ta có cái thói quen đó, là khi nào mà các sư mà tới vậy thì mấy người Phật tử họ cũng tới dùng cơm với mình, nhưng mà họ chưa tới phiên họ, cho đó họ đứng ngồi chờ. Có một vài người quen họ tới, họ nói sư cũng muốn lấy cơm để con sợ cho sư, con múc cơm cho sư được cái nào, giả sư lấy canh nhà sư con lấy cho sư tô canh được dễ. Tại vì thế mà họ càng giúp mình càng nhiều thì cái chuyện thì là cái chuyện mà mình qua cái bàn nó rất là nhanh. Ví dụ chẳng hạn như hai ba người giúp, người thì lấy canh cho sư, người lấy cơm cho sư được vậy, nhanh lắm sư bỏ khay rồi sư đi qua liền tức thì. Cái vị khác tới rồi cái line nó càng lúc càng ngắn. Thì có một cái câu chuyện xảy ra đó, khi mà sư tới chỗ mà đứng lấy cơm á, thì có một cô Phật tử, cô cũng rất dễ thương, cô nói để con lấy cơm cho sư, rồi sư lấy muốn lấy thêm nhiều, nếu mà sư nhiều quá thì sư cho con biết, thì giao dấu thật là con ngưng lại cái đó. Thì sư nói con muốn, trong khi cô chờ đợi có việc gì làm thì cứ việc làm. Thì trong khi mà cái cô kia cô đang múc cơm cho sư đó, thì có một cô nọ cô thấy tới, cô nói mắc mới gì mà chỉ múc, để đó để cho ông làm cho bổ sư được, phải chỉ muốn nói rằng là ra mình không có bổ phận đó, hay bổ phận mình sư cần lấy cơm thì sư cứ việc lấy, mình không có làm được tới. Thì cái câu chuyện sẽ xảy ra, thì sư cô đó cô nói như vậy, nhưng mà cái cô kia cô đó cô ngán, cô cũng việc múc cơm cho sư thôi mà sư cũng thoải mái, cô múc cơm thì sư lấy, mà còn múc cơm thì sư tự múc được, không có khó khăn gì đâu. Vậy đó mà có một sư đó ông để như thế. Và bây giờ đó, nghe nói rằng sư thầy của sư đề nghị sư trở lại cái ca thiền viện, thì ông hỏi sư lúc đó sư có ê mặt không, bị cô đó cô chặn lại, cô nói rằng là để cho ông múc cơm mắc mới gì mà sư múc. Sư nói tôi cũng nhớ câu chuyện gì mà nó có chuyện ê, thấy là gì đây, không phải là sư kể để sư nói sư trí tuệ nghe, mà sao có nhiều chuyện sao mình thoải mái à. Thì bây giờ đó cái cô đó cô đứng sát cái bàn,
cô đứng đối diện với sư, tại vì mấy sư đứng bên này thì bên đó Phật tử họ đứng bên đó họ chờ, thì cái cô kia cô tới gần cô nói sư muốn không để con lấy cơm, sư đưa cái dĩa con lấy cơm cho sư, thì cô đứng phía bên kia thì cái bá bút canh nó để về phía cô thì rất là thuận tiện, thì sư nó ở được thì cô bút, mà nếu mà cô không bút thì sư bút, có khó khăn gì đâu. Có những cái mà sao mình thấy mình đối với mình không thành vấn đề, sao mà có những người chấp ghê gớm cái chuyện đó. Họ nói tôi không, sư con không nghĩ là sư muốn trở lại Thích Ca Thiền Viện, bởi vì sư về Thích Ca Thiền Viện nó làm sư một lần sư êm mặt, ông sách lại cái chuyện đó để sư mới nhớ, chứ còn sư quên mất tiêu. Điều đó có nghĩa là nó tác động tới mình, thì nói thì nói thôi, không muốn bực bội thì chuyện của họ thôi, còn đối với mình quá dễ. Đây thì sư ý sư muốn nói khi mình có được sự tập nào đó rồi đó, và mình trải trải nghiệm rất là nhiều, thì làm cho cái tâm mình chịu xúc, và gặp đúng những trường hợp đó mình không có phản ứng nhiều trước nữa, càng lúc cái sự phản ứng mình nó càng ít. Không phải là bây giờ mình không phản ứng nữa đâu, nói cái đó là vô lý vì mình còn tham mà, nhưng mà nó bớt dần, mình thấy rõ ràng. Và khi mà sư nghe sư trở lại câu chuyện của sư, khi mà ông sư kia ông nói làm sư rất là ngạc nhiên. Sư nói ờ thì ê mặt thì ê, nhưng mà nếu đối với tôi thì không sao, ok cô ông lấy thì tôi lấy thôi, có gì thành vấn đề đâu. Đoạn trừ là cắt như thế nào khi hành giả cố gắng nỗ lực tu tập để cho trí tuệ hùng mạnh và trí tuệ sẽ diệt phiền não, đó là cái cách thức mà cắt phiền não một cách có trí tuệ. Không ai diệt được phiền não ngoài trí tuệ, vì đây là cái chức năng của trí tuệ. Ví dụ như ánh sáng và bóng tối, khi ánh sáng xuất hiện thì bóng tối sẽ xua tan, trí tuệ có mặt thì phiền não biến mất. Giới và định chỉ đè nén phiền não, trí tuệ mới cắt được nó. Tâm phàm không cắt được phiền não, và không có một cái người nào phẩm ngã nào cắt. Sao thì tới ngăn đây quý vị có cái gì thắc mắc muốn hỏi không? Tại vì cái người hỏi sư câu hỏi này cũng có mặt ở đây nữa, thành ra sư không biết là những cái gì mà sư nói là cô có hiểu không? Con có một câu hỏi. Khi mà đọc kinh sư nói là chúng sanh được về trời là nhờ giữ giới, chúng sanh được giàu sang là nhờ giữ giới, chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn nhờ giữ giới. Tại sao mà giới nó giữ một cái vai trò thù thắng mà rốt ráo như vậy sư? Tại vì nếu có giới thì mình cũng là không làm gì được, không có giới mình thì không được. Không phải là vì có giới mà mình được lên đó, mình có giới mình mới làm được cái chuyện khác. Bởi vì gọi là giới định tuệ là ba cái phải đi đều đặn. Ví dụ chẳng hạn như mình tới chùa đó, hồi xó sư nhỏ sư tới chùa rồi các sư cho giới, cho giới xong rồi thì thôi bố thí trì giới cứ hai thứ à, còn hành thiền không nói tới giới định tuệ, thấy không? Thì bây giờ hết tuệ thì mình nói bỏ qua đi, mình có định tu hành thiền không nói tới. Vì vậy một cái người mà không giữ giới đó, cái người đó khó, rất là khó mà hành thiền, ngoại trừ trường hợp đó là cái người mà đã tạo cái ba la mật trước rồi. Có nhiều người không cần giữ giới, ví dụ chẳng hạn mình nghe trong pháp quốc kinh đó, kể một ông quan đại thần đó, ông đi đánh giặc về đó, được nhà vua ban thưởng trong 7 ngày, rồi có một cái đoàn ca hát mà vũ nữ đi theo để ca hát cho ông, và ông enjoy, ông hưởng thụ trong 7 ngày. Thì tới cái ngày thứ 5, thứ 6 gì đó, cái cô mà vũ công chính trong đó cũng đẹp nhất, ông rất là thích, nửa đường ở đùng có chết. Thì cái người này đâu có giữ giới gì đâu. Nhưng mà khi mà tới gặp Phật, ông buồn phiền quá, ông khổ quá, ông sốc dữ quá, ông tới gặp Phật. Đức Phật chỉ nói một câu, biết Đức Phật nói cái gì, sư quên câu chuyện rồi, thì tự nhiên ông này ông tỉnh vào đắc đạo quả. Như vậy, giới, định, tuệ, ông này không có giới, mà có định, có tuệ là tại sao ông đã tu tập rất là nhiều nước, lâu lắm rồi. Vì vậy khi Đức Phật nói, tự nhiên ông hiểu, và ông hiểu. Mà khi mà ông đã hiểu rồi, đó thì cái giới nó rất là cái mực trong sạch. Đơn giản vậy thôi. Vì vậy một cái người mà mới xuất gia, ví dụ như các sư mới xuất gia, không bao giờ mà giữ giới cho trong sạch được. Tại vì sao? Thì chưa có trí tuệ, có giới, có định, có tuệ. Khi có tuệ rồi, tuệ trong phục, quay trở ngược trở lại, hộ trì cho cái giới đó, làm cho giới càng lúc càng trong sạch. Thì giới, định, tuệ, nó cứ đi đều đặn như vậy. Vì vậy giới không phải là một cái yếu tố duy nhất, nhưng mà một trong những yếu tố để đưa đến cái sự giải thoát giác ngộ cho người ta. Gì đây, ví dụ các chúng sanh được sanh về quả trời cũng nhờ giữ giới, có giữ giới, có bố thí, có hành thiền đó. Thì cái giữ giới, bởi vì mình nói giới mà người Phật tử là bố thí, trì giới, hành thiền, có vậy không? Là bố thí xong rồi có trì giới nữa. Là khi mà mình đã biết bố thí rồi đó, thì nhà sư khuyên mình nên trì giữ giới.
Và cái giới này nó là nó, quý vị để ý ở trong truyền thống Miến Điện, quý vị đi tới chỗ nào đó mà trước trước buổi mỗi thầy pháp là người ta đòi bắt yêu quý vị xin giới trơn. Khi mà quý vị xin giới, cái tâm quý vị lúc bây giờ nó rất là trong sạch. Bắt đầu từ giờ phút quý vị xin giới, giới quý vị rất là trong sạch. Quý vị chưa có phạm gì hết, nơi lao nó đồ nói đâu rồi bỏ rồi, bây giờ bắt đầu xin trở lại cái tâm mình từ đây nó rất là trong sạch. Cái phúc của mình nó rất là mạnh nhờ cái giới trong sạch. Biết sự trả lời câu hỏi của anh chưa? Dạ được, dạ con cảm ơn sư, con hiểu rồi. Dạ thưa sư, không có câu hỏi. Hồi nãy sư mới vừa nói á, giới với định á, nó chỉ đè cái phiền não thôi, chứ nó không có trí tuệ. Như vậy thì thường thường là mình ngồi thiền là mình giữ giới thì mình cố gắng mình giữ rồi, nhưng mà sư nói cũng vẫn không trong sạch. Chỉ khi nào mình có cái tuệ trong đó thì cái vậy mình đâu có giữ tròn giới sư. Cái thứ hai nữa là giới hai... làm sao mà giữ tròn chưa đâu, chưa, nhưng mà không sao cả, mình cái con đường tu tập mà đâu có sao đâu. Bây giờ chưa giữ tròn nhưng mình cứ giữ giới đi, rồi mình tu hành thiền từ từ cái sự trí tuệ của mình nó phát sanh. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, cô tập thiền một thời gian rồi cô giữ giới rồi, bây giờ ai nói cô uống rượu hay là làm cái chuyện gì mà sắc đùng trong năm giới này, tâm cô nó chưa chắc nó đã không làm nhưng mà nó ngưỡng ngập ngừng lắm, có vậy không? Thì đó, điều đó là có nghĩa là có trí tuệ rồi. Bây giờ ví dụ chẳng hạn như trước giờ đó cô uống bia uống rượu vui vẻ, bây giờ ai kêu mời bia cái tự nhiên mình nhớ cái này nằm ở trong năm giới không được thì thôi. Có thể là nó rủ nó mời quá mình cũng uống đại, nhưng mà uống cũng vạn bất đắc dĩ thôi đó. Giới được sẽ được từ từ trong sạch, chứ đâu có phải là làm được cái giới được trong sạch liền tức thì đâu. Mà anh chị em phải nhớ này, trong cái diễn trình mà tu tập, khi một chút giới trong sạch, từ từ càng lúc càng tốt, định càng lúc càng mạnh càng mạnh, trí tuệ bắt đầu chút mạnh dần mình tăng trưởng mà, thấy không? Vì vậy gọi là diễn trình tu tập là vậy đó, chứ không phải là một sớm một chiều mà được liền đâu. Không phải là mì ăn liền, cháo ăn liền. Dạ, cảm ơn sư. Thì bây giờ mình chỉ giữ mình giới. Tập thôi. Mình tu định. Tập thôi. Mình nói mình tu tập thôi, dạ. Chứ mình đâu đã hoàn tất đâu. Phải không? Vì à. Vậy cái vị A-la-hán là cái người tuyên bố rằng việc gì đã làm, đã được làm rồi. What be done, have been done. Cái gánh nặng đã bỏ xuống rồi. Tức là thì tất cả những cái phiền não tham sân si đã đoạn trận rồi đó, xong rồi đó. Ý vị A La Hán mới có quyền nói rằng xong, câu chuyện các ngài đã xong rồi, còn mình chưa, mình vẫn còn đeo cái phiền não trong vai của mình, đi đâu mình cũng đem bắn ngã đi sao đó mà có gì không. Vì mình bỏ bớt một chút, khi một ít, nhưng mà cái này nó đi theo với cái sự tu tập, chứ đâu có phải là tự động mình bỏ được liền đâu. Ví dụ như bây giờ mình có con có cái, ai cũng có con có cái, ai cũng có gia đình, ai cũng có cha, có mẹ, có chị, có em, có anh, có em, có người này, người kia, vậy, đúng không? Đó, thì hồi trước, đó, đối với con cái của mình là mình thương, vô điều kiện. Có chuyện gì là thôi, mình lo, mình lắng. Bây giờ mình nghe rất là nhiều, rồi mình tập nhiều, mình hiểu. Từ từ mình vẫn thương con như vừng, nhưng mà cái tâm lý ái của mình nó càng ngày càng dịu dần. Nó bớt dần. Nó không có mạnh như hồi trước nữa. Sư nói vậy, không biết quý vị có để ý không? Và nếu mà quý vị để ý thấy là cái đó là quý vị có trí tuệ rồi đấy, nó mới bớt dần, chứ đâu có phải là tu 1, 2, 3 rồi tu buổi sáng buổi chiều cái trí tuệ được liền, có liền và cắt đứt liền đâu, cái bụp liền đó không khó đâu, phải mất rất là nhiều thời gian. Thành ra vì vậy cái sự tu tập mình nó đem theo cái mừng là cái kham nhẫn đi theo cái sự tu tập của mình, càng lúc mình càng kham nhẫn, lúc mình chấp nhận. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, ví dụ như trường hợp như cô Thanh này, cô hỏi này, là bây giờ đó con khi mà khó chịu tới con quan sát rồi đó, nhưng mà bây giờ đó về đó mẹ con nhắc là con đổ xong lại nữa, khi mà đổ xong lại nữa mình tiếp tục mình tập nữa, còn mà cái người mà khi mà biết rồi hiểu thì đã là chuyện tự nhiên trở lại, mình càng vui nữa để có cơ hội mình tập, không sao cả. Một khi mà phiền não trở lại mình bực bội khó chịu lắm, hồi nãy mình đã niệm rồi mà sao bây giờ vậy, là something wrong, cái gì sai không, bạn không có làm gì sai hết trơn, nhưng mà cái chuyện bạn làm chưa có xong, chưa đủ, bây giờ chưa đủ sức,
Mẹ ơi, cái gì đây mẹ? Mẫn trở về nhà quá. Sao ai hỏi cái gì đó? Dạ, dạ thưa sư, con chào sư ạ. Dạ con thử, con có cái, con muốn hỏi sư như thế này này. Con nghe pháp á, thì nói về cái tâm á, là một cái tâm đè nén khi phiền não tới, tâm đè nén với lại cái tâm kiềm chế á, mà mình học mình nghe nói là tâm kiềm chế là tâm thiện, thì con mới đưa ra một cái trường hợp như thế này nè. Dạ con xin kể là hồi sáng hôm qua đó, con tại vì người nhà con bệnh, thành ra con phải vào siêu thị để mà con mua thực phẩm, thức ăn để về nè nấu cho người bệnh, người thân nhà. Thì lúc mà con mua đồ xong hết rồi đó thì cũng sắp hàng với mọi người, rồi con vào con mua. Nhưng mà khi mà cái cô tính tiền á, cổ ra cái bill hóa đơn xong rồi đó, thì con bước ra khỏi cửa hàng thì con xem lại đồ, với con có cái tính kỹ vậy đó, con xem con kiểm tra lại thì con thấy có một cái món đồ rất là giá trị mà cái cô tính tiền thu ngân á, cô lại quên tính đi. Thì lúc đó trong cái đầu con á, suy nghĩ con nói là cái này là người ta quên, mà người ta cái suy nghĩ tư duy con ơi, mà người ta làm công ăn lương mà nếu mà người ta quên tính như vậy là người ta phải bỏ tiền túi vào, mình làm vậy là không có được, mình phải quay lại mình nói cho người ta biết để người ta tính tiền lại. Thì con khi con quay lại cái siêu thị á, con gặp cái cô đó thì thấy cái cô đó có bình thản, con cũng nói sơ vậy thôi. Lúc đó cô cũng đang tiếp tục khách hàng kế tiếp, thì cổ cũng nói con là xuống rồi quay xuống dưới sắp hàng đi. Cái tự nhiên cái lúc đó con có cái suy nghĩ trong đầu, con nói ủa mình cũng có ý tốt, mình cũng quay lại mình nói với người đó, thay vì cái cô ta cũng phải có cái thái độ là chị chờ chút đi để giải quyết khách hàng này rồi tới chị, mà kêu con đi xuống cuối. Mà trong khi đó cái tâm trạng con là phải cần mua thực phẩm về để nấu cho người thân ở nhà bị bệnh. Thế con đứng dưới hàng cuối của sắp hàng mà con cái tâm con nó cứ dằn co, nó giữa cái muốn đi hay ở lại hay là đi cuối cùng bỏ về. Nói bây giờ nếu mà không nói dạ thì con muốn hỏi là dạ cuối cùng là con vẫn sắp hàng, nhưng mà cái tâm con nó cứ lấn cấn dằn co, nó cũng khó chịu lắm, bực mình lắm. Con cũng quan sát nhưng mà nó có nói tới nó lui trong cái đầu á, tâm nó sao kỳ quá vậy, sao mình có ý tốt mà người ta không có đó là vậy đó. Rồi con cũng sắp hàng nhưng mà khi mà tới lượt con rồi đó thì con đưa ra con nói rõ vậy, thì cổ lúc đó là cổ mới cảm ơn rồi cổ mới tính lại này nọ. Thì lúc đó tự nhiên con thấy con nhẹ, cái tâm con nó mình thấy là mình làm được cái việc tốt là giúp cho người ta vậy, con thấy nó nhẹ đi. Thì ý con hỏi là cái chỗ đó là có phải lúc đầu là con có cái sự kềm chế không, cái tâm bất thiện, cái tâm suy nghĩ bất thiện, nghĩ về cái đối tượng á, nghĩ về cái cô thu ngân đó đó là sao cô này cô không biết. Dạ con muốn hỏi sư cái chỗ đó tức đó là, dạ. Tức là mình lúc đầu mình nghĩ mình nói rằng là mình bực bội, mình nghĩ rằng cái bà này đó mình đã tứ tế với bà mà bà đối xử với mình như vậy như kia nọ. Dạ còn kêu mình dạ đúng ái đó. Dạ đúng rồi. Dạ tự ái đúng rồi, đúng rồi, chuyện bình thường thôi chứ có gì đâu, cái đó mình tự ái là đúng rồi, thấy không? Nói vậy thì, yeah. thì biết, nhưng mà về phương diện Phật pháp mà nổi sân là không có cái gì tốt hết trơn, nổi sân là không tốt rồi đó. Nhưng mà đó, nếu như mà cô mà trường hợp mà ví dụ con người mà có tu hành mà khi mà cái cô nói như vậy, cô nói mình bốn phần, nếu mình đã giúp người ta thì mình giúp cho tới nơi tới chốn, thì tự nhiên cái tâm nó yên. Còn đằng này đó, cái tâm của mình nó không có được sự trưởng thành, do đó nó cứ nghĩ tới cái chuyện cái bà này á, mình đã đem tiền tới thôi bà đền chết bà luôn mà bà còn bị đặt được cái đó lúc mình đứng cái nọ, thấy không? Cái suy nghĩ như vậy. Yeah. Ngược lại cái người mà có cái tâm mà có tu hành mà có trí tuệ chút, mình nghĩ mình đã muốn muốn giúp cổ thì kệ nó, thôi mình chịu khó mình đứng đi, mình giúp người ta mà. Yeah. Tại vì cũng tội nghiệp cổ làm lương bao nhiêu mà nếu như mà kiếm ra không được là cô phải đền rồi, thì giống như cô nói gì vậy đó, thì thôi thực hiện. Yeah. Cũng muốn mình có khó khăn bao nhiêu mình cũng ráng giúp người ta. Và cái chuyện là cô nói cô đứng đó cô chờ thì người nhà của cô cũng chờ cũng được, đúng đến nỗi gì đó cô gấp gáp cần phải ăn liền đâu, có vậy không? Thì đó là những cái tư duy mà tự nhiên nó bật ra và nó giữ mình ở lại đó, mà mình đứng mình chờ một cách vui vẻ ở chỗ đó hơn thua nhau ở cái chỗ đó. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, để sư kể một câu chuyện lấy lý do đó mà sư nói là có một sư đó, ông tới cái bàn. Ông nói khi mà tôi ngồi xuống tôi bàn thì tôi là coi như là tôi nhỏ hạ nhất,
tôi so với các vị khác. Vì vậy có một cái món gì đó không biết á, thì bắt đầu ấy, khi mà ngồi bắt đầu ăn á, thì chia cái vị mà lớn hạ lý trước. Ví dụ bây giờ nói mà có cái một cái dĩa cải xào đó, chẳng hạn ông rất thích cái loại cải xào đó, thì là các sự chia nhau, cái vị lớn là lấy một chút nữa bỏ dĩa mình rồi truyền cho cái vị bên cạnh đi tới, thì ông nói là ông là cái người nhỏ nhất trọng cuối cùng, thì khi mà tới phía ông thì ta lấy sạch bát, ta lấy hết sạch bát rồi, cái ông bực quá rồi, ông mới quát cái ông mà người làm nhà bạn tới là cho tôi dĩa khác đi, tại tôi hiểu rồi, thì cái ông kia ông cũng hiểu, nhưng mà ông đi tới ông đi lấy ông làm lâu lắc, ông này càng lúc cũng càng ngủ sân, cũng bực bội khó chịu rồi vậy đó. Cái ông thường xuyên ông nói, ủa tại sao sư cứ nghĩ rằng là thôi mình đa na cho các sư đi đâu có sao đâu, tại vì mình ăn thì mình đa na các sư cũng được đâu có sao. Thì bây giờ cái ông đó ông tới tới ra mình ăn món này ăn món khác. Thì khi mà cái tâm mình nó đã dịu rồi đó, thì tự nhiên nó có cái tư duy trong nó chân chánh, nó thoát ra vậy thôi, chứ còn mình đúng phải ngồi đó mình suy nghĩ. Thì nhưng thật sự ông nói ngược lại tôi thì khác à, tự nhiên tôi ngồi trong, nếu mà trong trường hợp tôi nghĩ ồ thì mình đa na cho các sư thôi. Rồi ông Kim nói nữa, ông nói rằng đó, tôi bước vô cái bàn thì tôi thấy bốn ông sư mà có ba cái bánh à, nói vậy, ba cái bánh chắc là ba bánh trung thu, có suy đoán vậy đó. Ông mang cái bát này vô tới cái bàn, cái một cái bàn đã sắp mấy vị ra, trước khi mình ở trên cầu thang đi vô cái mình cô ngồi xuống cái bàn, thì các sư ngồi thứ tự đó, thì ông đang ăn cái bát nằm trên vai chưa có để xuống đó, thì ông dòm cái bàn ăn, thấy bốn ông sư mà có ba cái bánh này. Ông nói bốn ông mà ba cái bánh chia làm sao đó, ông mới dòm cái bằng sức sắc khác nói vậy. Cái ông nói là khi mà con để cái bát xuống, con ngồi xuống thì con nhìn kỹ bốn cái bánh, nhưng mà ta đã cắt rồi, như vậy thì một cái bánh nó chia làm bốn phần, thì ba cái là 12 phần, thì ba sư lực sư bốn phần chia ra thì chẳng thôi, chứ không có vấn đề gì đó. Ba cái thì thấy lẻ, nhưng mà nếu mà cắt phần trong đó thì chia ra chẳng cho đó. Thì ông nói khi mà ông cái tâm ông suy nghĩ bốn sư mà có ba cái bánh mà ăn cái gì, ai ăn ai nhịn. Cái trong tâm nó nói thôi mà cha tiểu đường, mà cha đòi ăn gì để cho nhiều là vậy, không có đường đúng gì hết trơn á, và một cái là một cái, chẳng có nói gì trơn, nghĩa là cái tâm nó đánh qua đánh lại vậy, kể cho thầy sư nghe khi mà, nghĩa là trong cái lúc mà tới thấy cái bánh mà cho tới khi mà để cái bát xuống, là tâm nó nói bốn sư mà ba cái bánh rồi ai ăn ai nhịn, thôi mà mình nhịn đi, mày tiểu đường được cái nọ được cái nọ. Rồi bên kia nói không, tiểu đại gì tiểu thần phần nào nó phải có phần đó rồi, chúng có nói lộn xộn. Cho đến khi ông trực nhận thấy rằng ô cái bánh đại người ta đã cắt làm bốn rồi, thì bây giờ nó ba ông sư thì một cắt ra rồi thì chia người ba phần hai phần gì đó thì nó cũng chẳng, nó đâu có cái gì mà có phần đâu. Thì ông nói cái tâm ông tự nhiên nó cam đau, nó dịu xuống. Nhưng mà ông thực sự ông nói đó, tôi những cái trường hợp đó sao tôi thấy bình thường, không có cái gì trơn. Nếu mà hết bạn, nếu không có thì tôi mình nhờ cho các sư ăn, mình làm phước vậy. Vì thế khi mà mình cái tâm của mình có yên ổn, nó có sự hiểu biết, dù bất dù trí tuệ nằm ở đâu mình không được rõ đó, nhưng mà khi tới đụng đặng một cái tự nhiên nó nhảy ra và nó nói cho mình ngay tức thì thôi không có à, thôi đâu có sao, tôi chết chắc gì. Dạ đúng. Dạ đúng rồi sư. Nhiều khi mình nghĩ là bây giờ mình nhờ có tu á, mình mới có suy nghĩ vậy, chứ con thấy lúc đầu á mình cũng giống như cái phản ứng tự nhiên vậy sư. Nó bật phản ra ứng tự nhiên mà nhớ như thế này, đây là những cái mà sư nói rằng là ông nói là nó tự động ở trong này suy nghĩ như vậy thôi, chứ không phải là mình ngồi đó mình cố gắng mình suy nghĩ. Dạ. Hay là hay chỗ đó đó. Nếu mà mình chủ động mình suy nghĩ rằng ô thôi để mình nhường cho các sư ăn được cái nọ, thì cái chuyện đó sư quá một người bình thường có thể đằng này sư nó tự động trong tâm nên suy nghĩ vậy. Hết rồi, hết thôi. Chỉ như các sư. Không có gì problem hết. Có gì là khó khăn hết. Yeah. Thì mình có tu tập rồi đó, cái đầu óc mình nó bắt đầu nó có trí tuệ, nó có cái sự mà chấp nhận, nó có sự mà kêu bằng nhường nhịn rồi đó. Tự nhiên khi mà có động chuyện, tự nhiên mấy cái đó nó nhảy ra. Cũng giống như hồi nãy đó, cái cô kia cô nói là mà ông Kim chỉ nghe không, ông bực, rất là bực. Ông kể lại cho sư, ông nói sư cũng ê mặt hay sao. Dùng chữ ê mặt tức là mất mặt xấu hổ lắm sao. Sư nói không, thì tôi nghĩ ổng cổ cái cô kia cổ lấy cho tôi cũng lấy thôi, có gì đâu. Yeah. Làm như nó dịu, cái tâm của mình nó dịu xuống, càng lúc nó càng dịu xuống nha. Nó không có năng nổ, nó cũng không có đốt chát nhiều trước nữa đâu. Mình có sự chấp nhận, nó có cái sự mà cái buông bỏ, nó có đủ thứ được quality rồi, cái phẩm chất của tâm.
Sư nói gì hiểu không? Dạ dạ con hiểu. Ê, dạ ý con nói là con cứ theo dõi cái diễn trình á, cái lúc mà con sắp hàng á, tự nhiên nó có cái tâm nó có hai cái làm như đối chọi qua lại một bên, cái nó nói là thì mình cũng tội nghiệp cho người ta, thấy người ta vậy, người ta mất tiền, người ta bỏ tiền túi vô. Còn bên nói là nếu mà mình không nói sao người ta biết thôi, kệ mình lấy đại đi về rồi kêu mình chờ nữa. Và hai bên nói qua hai nói lại thì bởi vậy thì cái tâm mà tại vì cô tu cái sự tu tập của mình nó chưa có tới nơi tới chốn, cho đó hai cái tâm nó còn đánh qua đánh lại. Còn khi mà cái tâm mà nó có thiện rồi, nó nhiều rồi thì nó kệ nó. Mình đã nói mình giúp người ta thì cái giúp tới cuối cùng. Dạ, thành ra con cũng cuối cùng quyết định là con có sắp hàng, con chờ tới con nói với người ta. Dạ. Không có cái chuyện mà đánh qua đánh lại nữa. Khi mà cái tâm mình nó có trí tuệ, nó chỉ ngã một điều bị một người đó. Tâm không có trí tuệ thì nó nói tao không chờ đâu, tao đi về kề mặt chó cha mày, thấy không? Dạ, nó nói con đi về đi. Dạ, à, còn cái tâm có trí tuệ nó nói đứng yên, còn mình đó, thì mình giữa mình chẳng hẳn hai chân hai bên đánh qua đánh lại đánh qua đánh lại, đó là vậy đó. Dạ, con thấy rõ vậy luôn á. Dạ. Ví dụ nếu mà tâm không có trí tuệ thì nói ta đã tới ta nói cho mày mà mày giả bộ mày cho mày chết rồi thôi bỏ đi về đi, đó là không có trí tuệ, có vậy không? Dạ. Còn cái tâm kia mà có trí tuệ thì không nói năng gì trơn, cứ đứng chờ kệ nó, giúp cổ không sao, cô bỏ ra một số tiền rất là lớn tội nghiệp cô được cái nọ, thấy không? Còn lần này là cô Thủy là còn kia bằng nửa chừng sung, nửa này nửa kia, tại nó chán qua chán lại chán qua chán lại vậy thôi. Dạ được ha. Dạ dạ được, con cảm ơn sư. Dạ okay. Có vị nào muốn hỏi cái gì đó, thấy có bàn tay đưa đây nè. Dạ có một vị chị nào Phật tử Thành Mỹ á, nãy thấy giơ tay mấy lần. Thành Mỹ hả? Thành Mỹ. Dạ mời Thành Mỹ. Mỹ dạ con chào sư, dạ chào Eric, chào cô ba chúc chú trong cái Zoom. Cho con hỏi, ví dụ như mình ngồi lại thì mình suy nghĩ, ví dụ như con đưa ra một đám, thường mình cái tâm tham của mình thì mình nghĩ là à cái gì mình muốn có hạnh phúc, có phải là tâm tham không thầy? Tâm tham của mình là mình nói mình muốn có hạnh phúc. Ví dụ nhiều khi một con người mình suy nghĩ mình muốn lập gia đình, mình muốn thành công, mình muốn cái này, mình muốn cái kia. Nhưng mà những cái đó đối với con thì không muốn, tại con có rồi hết rồi. Nhưng mà cuối khi con ngồi lại con nói con chỉ muốn được an yên thôi, con muốn được hạnh phúc. Nhưng mà cái hạnh phúc đó không phải là một mình con hạnh phúc. Cái hạnh phúc đó là ví dụ như con muốn mọi người xung quanh của con, ví dụ trong gia đình, được hạnh phúc thì con mới hạnh phúc. Thì cái đó nó có thật sự là mình muốn cái đó, thứ nhất là tâm tham của mình, thứ hai là cái mình có điều kiện trong cái đó không thầy? Hay là nó là cái con có kèm nói giữa hạnh phúc ạ. Thì một cái người mà ích kỷ là chỉ biết chỉ lo cho mình thôi, chỉ biết cho mình thôi. Còn cái người mà biết nghĩ tới người khác nữa thì không những mình được rồi mà mình cũng muốn những người khác cũng sung sướng như mình nữa, hạnh phúc như mình nữa, có vậy không? Đó thì mình có khả năng để làm điều đó không, cái chuyện đó sư không biết, tùy theo mỗi người thôi. Nhưng mà cái mà mình muốn mình cho mình được hạnh phúc và muốn tất cả mọi người hạnh phúc, đây là một cái ý rất là tốt, chứ có gì đâu mà tham. Vấn đề là khi mình muốn người khác cũng được hạnh phúc như mình mà mình mà họ không hạnh phúc là mình buồn phiền đau khổ, à cái này là bắt đầu có cái tâm gọi là tâm mong đợi, không nên, bởi vì nó kéo theo cái sự đau khổ. Còn ví dụ chẳng hạn như cô có con có cái có cha có mẹ, cô muốn tất cả trong người trong gia đình của cô người nào cũng được ăn hạnh phúc hết trơn thì cái chuyện đó chuyện bình thường, có sao đâu, không phải là tâm tham, chưa gọi cái gì là tâm tham hết trơn. Nhưng mà ở cái mức độ mà nếu những cái người này mà họ không sung sướng, họ không hoan hỷ, ví dụ chẳng hạn như có một đứa em cô muốn giúp đỡ nó rất nhiều để nó làm ăn cho nó có gì đây đồng vào đồng ra để cho đời sống của nó, kinh tế của nó cho ổn định, nhưng mà nó cứ gặp chuyện này chuyện kia hoài thì cô bực bội, nó sao mà cái thằng này là cái nhỏ này sao mà mình giúp hoài mà không được, rồi mình khó chịu, thì cái đó là cái không nên. Mình giúp là giúp cô mình mà thôi, mình làm trong cái khả năng của mình mà thôi, còn được hay không là do phước báo của người ta thôi. Hiểu được như vậy thì mình không có phiền não. Và sư nói là ví dụ như là mình can thiệp vô, ví dụ như mình muốn cái đó mà nó không xảy ra giống như ý muốn của mình thì cái đó gọi là tâm mong đợi. Còn
Còn nếu, mà nếu mà nó xảy ra mà không xảy ra mình không sao cả, nó pháp lắm. Mình làm hết sức của mình rồi. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ cô có một người quen, thấy không? Bạn bè của cô chẳng hạn, họ gặp khó khăn, họ tới họ nhờ cô. Cô thấy cô khả năng cô có thể làm được này, chuyện này làm được chuyện kia, nhưng mà họ đòi thêm nữa thì cô nói cô làm không được. Ví dụ chẳng hạn như nó họ khó khăn, cô có được một chút đỉnh saving, cô nói rằng là đó, bây giờ đó tôi cho chị mượn vài ba ngàn đó, họ lấy rồi, họ cảm ơn rồi, họ đi làm cái gì đó rồi mất tiền đó, trở lại không mượn cô nữa, thì cô nói không, tôi có bấy nhiêu đó thôi, còn thêm nữa tôi không có. Đó là chuyện bình thường thôi, có sao đâu, không sao cả. Chứ không phải là vì người ta thì mình cố gắng, bây giờ không có, bây giờ tội nghiệp quá, bây giờ làm sao, thôi mình đi vay mượn rồi bữa nào nó không trả là mình khổ nữa, thấy không? Mà nếu như nó như vậy đó, trường hợp gì thì cái người đó vì người ta thì có phải người ta bị nghiệp nghiệp gì sư nghiệp ái không? À, tùy theo nếu... cái tâm của họ, mình sư không biết. Nếu mà ví dụ được trai gái có thể là ái, con cha mẹ với con cái có thể là do tâm ái, có thể đó, có thể liên hệ được. Nhưng mà mình không biết, rất là gì đây phức tạp. Phải cho một cái ví dụ điển hình coi thử làm sao đó. Được. Cá nhân cái người đó ở trong đó đó, cái tâm của họ như thế nào nói cho mình nghe. Mình mới hiểu, mình nói à cái này là tâm ái này, chứ còn mình bàn sơ sơ khơi khơi vậy mình khó mình nói được cái gì lắm à. Đó là lý do tại sao mà khi mà hành thiện đó, mình cần gặp hành giả thì mình hỏi họ họ làm như thế nào, thì mình coi cái phản ứng của họ để mình đoán rằng cái này là do tâm ái, cái này là do bản ngã, cái này do cái gì thì mình mới khuyên được. Cũng giống như bác sĩ vậy, bác sĩ đâu có khám bệnh mà đi mà ở xa mà khám bệnh, nó đâu có chính xác, tại vì Covid nó không cho mình tới gần thì mình phải chịu vậy thôi, chứ còn tới gần là tốt hơn chứ. Mình trả ác với bệnh nhân rồi mình mới hiểu họ nói cái gì, rồi mình mới thấy cái tuổi tác rồi cách phản ứng của họ mình mới hiểu, chứ đâu có phải là mình cứ theo công thức sách vở rồi mình cho thuốc mà lành đâu. Bác sĩ là vậy đó, có vậy không? Thì thiền sư cũng vậy. Do đó sư vẫn tin tưởng rằng là nếu mà sư gặp được quý vị mà mặt bằng mặt mình nói chuyện, mình trao đổi qua lại đó, thì nó tốt hơn là qua mạng. Nhưng mà bây giờ mình phương tiện không có thì thôi kệ đó, làm được cái gì mình làm thôi. Dạ. Nhớ Tâm Yên. Dạ. Một cái câu hỏi khác nhanh thôi. Con biết có một người thì cũng thiệt cũng của thầy, nhưng mà bây giờ thầy thành thiền sư, có tu hết rồi, từ có một giai đoạn tu rồi xong rồi, thì có một cái biến cố là song thân mất, cả cha và mẹ mất cùng một lúc, cùng một người cháu. Rồi người sư đó mới nói là đã là một người thầy rồi mà tại sao vô cùng đau khổ, thì mới không tin vào tôn giáo, không tin vào những cái gì mình đã tu tập, tại vì mình còn quá đau khổ khi mà biến cố nó xảy ra. Thì mà lúc như vậy thì như thế nào, nếu một người sư mà như vậy rồi thì sư kể câu chuyện này để mà quý vị nghe, thì quý vị mà thấy có thể trả lời một phần nào câu hỏi của thanh niên này. Ngài thần sư Vô Tây Ca ngày kể câu chuyện, đã có một sư đó đó, ông luôn luôn là ông đi đâu rồi ông tới người ta mời ông lại nhà, Phật tử mời ông lại nhà, có cha có mẹ mất rồi đấy, khi mẹ mất rồi vậy mời thưa sư, mẹ hôm nay mẹ con mất, con mời sư về tới nhà rồi về đây trai tăng dùng đại gì đây dâng cơm cho sư, xong rồi nhờ sư thuyết pháp để khuyên lớn trong gia đình rồi vậy đó. Thì cái vị sư đó thường nói rằng là đó, mấy con nhớ nha, đời là vô thường mà. Mẹ mình, cha mình đã bây giờ sống, bây giờ chết thôi, thì cái đó cái chuyện là chuyện bình thường thôi, đừng có khóc lóc, làm khóc lóc làm chi, cái chuyện đó mình phải hiểu chứ, cái đó Phật dạy mà. Đó. Thì ông nói ra thì ông ai cãi hết, tất cả mọi người đều thấy rất đúng, ông đi đâu cũng khuyên hết trơn á, đừng có khóc lóc, đời là vô thường mà. Tới khi mẹ ông mất, ông khóc. Rồi người ta hỏi, ủa sao bữa trước thầy nói với con, tụi con đừng khóc, đời là vô thường mà. Cái biết ông trả lời sao, ông nói mấy bà kia đâu phải má tôi. Thì câu chuyện đây chỉ là một câu chuyện vui thôi, mà cho thấy rằng là nói với người khác thì dễ lắm, đụng tới mình những chuyện khác. Vì vậy cái người mà thầy là chỉ dạy, chỉ nói những cái gì mà mình hiểu, mình biết. Hoặc giả là sư chia sẻ với quý vị có những cái mà sư, không phải của sư đâu, của thiền sư. Đó, sư chia sẻ cho quý vị. Đúng đặn, sư chưa chắc sư đấy bằng thiền sư, sư có hiểu được đâu. Nhưng mà khi mà câu chuyện đó thì ông dạy sư, ông nói vậy, bây giờ sư nhớ rồi. Quý vị gặp khó khăn sư chỉ lại cho quý vị, có cái sư đã làm được, sư can qua, sư nói rất là dễ dàng, có những cái sư chỉ biết sư qua lý thuyết sách vở thôi. Thành ra cái sự mà hỏi cho quý vị chia sẻ với sư
làm sư cũng học khỏi thêm nữa, thì vị cha đã xong đâu ạ. Nó theo ý của sư vậy đó, một vị thầy câu chuyện chưa xong đâu, ông vẫn còn học rất là nhiều, vẫn còn tu tập rất là nhiều. Và còn phải, vì vậy đó, hễ ngày nào mà nghĩa là chưa thành một vị A-la-hán, ngày đó chưa có xong, chưa có gì được hết trơn. Rất nhiều vị không phải là thánh nhân mà vẫn dạy, như sư chẳng hạn, sư cũng chỉ cho quý vị cái này cái kia vậy. Thì sư chỉ là sư dựa vào những cái gì mà thầy của sư đã dạy, sư nhắc nhở quý vị đó, nếu gặp khó khăn thì đó, người ta đã dạy mình vậy, đó quý vị làm thử. Sư cũng đang tập tành sư làm, sư đâu có dám nói cái gì là mình đã xong đâu. Vì vậy nếu mà vị thầy mà chưa có làm được thì mình cũng phải thông cảm cho ông thôi. Ông nói vậy thôi, chứ còn đến phiên ông thì chắc đã làm được, thì không sao cả. Vấn đề là bây giờ mình nghe những cái phần thông tin rồi mình đem rồi mình áp dụng, mình thấy nó có tốt không này, có đúng không này, mình làm có được không này. Nếu mình làm được thì tốt. Quý vị có nghe một cái câu chuyện, có một cái bà đó, bà tên là Matika Mata, câu chuyện ở trong Pháp của Kinh kể đó. Bà này đó, bà chỉ là một cái vị cư sĩ thôi, bà thấy các sư tới trong khu vực đó, rồi bà hỏi các sư thượng, các ngài đi đâu, con mời ngài vô dùng cơm. Bà mời chư tăng lại dùng cơm, rồi bà hỏi các ngài đi đâu, thì các sư nói rằng cho biết rằng là mới gặp Phật và Phật trong cái đề tài để mà tu tập, đã bây giờ đang đi kiếm một cái chỗ thích hợp. Thì bà hiểu rằng là các sư này đang cần chỗ trú xứ, vì vậy bà Matika đó, bà này là bà gọi là tới cái làng đó, bà là mẹ của cái ông thôn trưởng của cái làng đó. Bà mới nói, thưa các ngài, thưa bây giờ đó, nếu mà các ngài đồng ý thì các ngài ở đây đi, tụi con sẽ xây cất khẩu liêu được cho các ngài, cất liêu cho các ngài ở đây trong 3 tháng hạ và các ngài tu tập. Thì các sư hoan hỷ, các sư đồng ý. Rồi ông bà mới, khi mà các sư ở đó xong rồi đó, thì bà có dịp gần gũi, bà mới hỏi, bà hỏi cách thức tu tập như thế nào, thì các sư chỉ. Các sư chỉ bà làm bà đắc đạo quả hồi nào không hay. Bà quay lại coi thứ mấy người con của mình, bà coi mấy sư giống con của ông, con mà coi thứ mấy con của mình nó có được cái gì chứ, có ông nào được cái gì được cái trần. Cho bà hỏi tại sao vậy đó, mấy sư này có nhân duyên không mà tại sao mà chưa được cái gì hết. Hỏi có nhân duyên, bà dùng cái trí tuệ của bà thấy có nhân duyên, nhưng mà tại sao không được, là tại vì món ăn không có thích hợp đó. Thật ra bà cố gắng bà nấu cho ngon để giúp cho các sư có cái phương tiện ăn uống cho đàng hoàng tử tế, thì các sư đắc đạo quá đó. Thì đây là một cái bài pháp cho thấy rằng là người ta là người cư sĩ, ta nghe lóm, ta học lóm từ mình thôi à, ta đâu có học trực tiếp từ Phật đâu à. Vậy mà phải đắc đạo quả trước. Thì về cái chuyện mà cái ông thầy mà gì đấy, mà khi mà gặp mà bị phiền não nó bủa vây rồi đau khổ, chuyện cũng bình thường thôi, ông lúc tôi chưa tới mà. Ha. Dạ. Được rồi. Dạ, cảm ơn sư. Ok. Bây giờ sư đọc quý vị nghe một bài cuối cùng nữa trước khi mình chấm dứt ha. Cũng nói về tâm sân với quý vị. Thưa sư, khi ai nói với con những điều khó nghe, bên ngoài mặt con có vẻ dững dưng không có gì, nhưng bên trong tâm con cuồn cuộn những đợt sóng. Chú biết là tâm sân dữ rất dữ. Ngay khi có ai nói những điều không hay về mình, thì tâm nói, kể đi đừng để ý, nhưng khi người ta đi rồi, thì nếu ai nhắc tới người đó, câu nói và hình ảnh người này là xuất hiện rõ mồn một trong mắt. Quan sát thì nói mất, nhưng có việc gì hay câu chuyện nào có liên quan tới họ, tâm lại nhớ lại chuyện cũ. Dù những lần khó chịu giảm so với lần đầu mới nghe, nhưng vì sao mà tâm sân nó cứ tái đi tái lại hoài. Con suy nghĩ và thấy ngay lúc đầu quan sát tâm sân bằng thái độ không chân chánh, cho rằng tôi đang giận, phải quan sát cho cơn giận lắng xuống. Ngoài ra quan trọng nhất là sân cứ sanh đi sanh lại hoài vì cái tôi đang bị xâm phạm. Sân là cách bảo vệ cái tôi và không để ai xâm phạm. Cái vị này hỏi thì tự trả lời và xin thực sự cho cái ý kiến có đúng không? Đó là ông nói rằng là đó, là khi mà cái câu chuyện người ta nói mình á, vẽ ngoài mặt mình thì mình nói là không sao cả, nhưng mà người ta đi rồi mà ai mình nhắc tới người đó là mình chắc tay chắc đắng. Đó là trường hợp đó, cái cô Thanh thì cô cũng hỏi vậy. Cô nói bên ngoài thì có thể là đó, thành ra mình không hiểu là cô này cô nói cô quan sát là quan sát như thế nào, quan sát là cô đè nén xuống hay là cô thật sự quan sát để thật cảm xúc với là cái sự suy nghĩ. Đó là cái mà mình thấy không, khi mà mình cái câu hỏi nói thì như vậy đó, nhưng mà mình muốn hỏi rõ ràng là cách thức tu tập như thế nào. Thì ông này ông nói rõ ràng trong này này là khi người ta đi rồi đó, nếu ai nhắc tới tên người đó
thì câu nói về hình ảnh của người này lại xuất hiện trở lại và mình đổ xăng trở lại. Tại vì bên ngoài nó chỉ nói kể đi đừng để ý được, nghĩa là nó đè nén phiền não. Quan sát thì nó mất, nhưng mà rồi ra ông giải thích, ông nói có lẽ lúc đầu thì cái tâm sân nó còn dễ, nhưng mà khi mình những lần sau mình nhắc hệ tên người này thì cái tâm sân nó dịu dần. Thì có lẽ lúc đầu mà con quan sát mà trong đó có chấp tôi ta trong đó, nói rằng là tôi sân, tôi đang giận, rồi gì đây, sân lên, sân nó cứ sân tới sân lưu hoài, là bởi vì cái tâm nó có suy nghĩ rằng cái tôi này đang bị xúc phạm, vì lý do đó mà cái sân nó tạo cái tạo lưu hoài. Sư nói hành giả suy nghĩ về khái niệm cho nên sân mới cứ trở tới trở lưu hoài. Bạn suy nghĩ về khái niệm, tức là khi mà người ta nói cái gì đó, bạn nói ông này đó, ông đang chửi mình này, ông đem những cái chuyện không ra mà ông xưa đó, thì đó là tất cả những cái đó gọi là tục đế. Còn ngược lại, khi bạn suy nghĩ, bạn nắm bắt khái niệm ai, người nào nói cái gì và nói trong trường hợp nào, cho nên phiền não mới thêm. Chính sự suy nghĩ này chứ không phải người kia mà xâm phạm cái đó. Bây giờ ông thực sự phân tách, ông nói chính cái suy nghĩ mình nắm bắt cái tục đế đó làm cho tâm sân mình nổi sân, không phải người kia làm cho mình sân. Người kia họ nói thôi, nhưng mà mình thay vì mình thấy tiếng động chỉ là tiếng động, nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên, thì sao nổi sân? Đó là quan sát chân đế. Còn đằng này nó suy nghĩ đó, cha kia nãy đó, cái người đó, cái bà đó, cái ông đó rồi nãy nói với tôi nói như vậy, những cái chuyện tôi không có mà nói tầm bậy tầm bạ, vân vân. Cái đó là những cái là gọi là nắm bắt tục đế, nói rằng ai, người nào nói cái gì, nói lúc nào, nói ở đâu, vân vân. Cái đó toàn là khái niệm tục đế không. Và vì vậy tâm sân nó phải sanh lên. Thay vì suy nghĩ lý do này, hành giả có thể duy trì chánh niệm khi sân có mặt, nói rằng ai xâm phạm mình là một tư tưởng hoàn toàn sai lầm. Trong thực tế không có ai có thể xâm phạm đến mình, chính mình làm cho mình đau khổ do những tư duy lệch lạc và sai lầm. Tại vì ông này, cái vị hành giả này trình pháp nói rằng lúc đầu mình sân mà mình quan sát mình quá sắc tâm cái gì đấy mà bất ngã. Tôi làm này, tôi làm kia, thì ông nói ngay từ lúc đầu đã đặt rồi. Tại vì không có ai xâm phạm mình được hết trơn. Chính là mình làm mình cho làm khổ. Để đọc lại chỗ này. Thay vì suy nghĩ lý do này đi nọ, hành giả duy trì chánh niệm khi sân có mặt, nói rằng ai xâm phạm mình là một tư tưởng hoàn toàn sai lầm. Trong thực tế không có ai có thể xâm phạm tới mình được hết. Chính mình làm cho mình đau khổ bởi vì mình tư duy lệch lạc. Hồi nãy mình nắm bắt những cái khái niệm, cho đó gọi là tư duy lệch lạc. Phải nhận ra chính những suy nghĩ này làm cho mình đau khổ. Người này người kia là khái niệm, tâm là những hiện tượng tự nhiên. Bỏ đi khái niệm ai người nào, chỉ quan sát tâm đế, tức là quan sát tâm sân đang có mặt do tâm suy nghĩ sai, đơn giản vậy thôi. Khi tâm sân đang có mặt, bạn thấy cái trạng thái tâm bạn rất là khó chịu, đây là một cái dạng quan sát chân đế. Cái tâm bạn suy nghĩ rất là dữ, đây là một quan sự quan sát chân đế, chẳng không đi vô trong cái nội dung của nó suy nghĩ cái gì. Và cái này mà nếu mà bạn làm được cái này á, thì tâm sân nó mới có cơ hội để giảm. Nghĩa là quan sát khi mà sân có mặt, khi quan sát tâm sân, quan sát trạng thái tâm khó chịu này, quan sát tâm suy nghĩ rất là dữ này, đơn giản vậy thôi. Còn bạn đi vô trong chi tiết, cái người này đã nói như vậy, đã nói như kia, những cái tư duy đó không gọi là tư duy lệch lạc. Và vì những cái tư duy đó mà tâm sân mình nó cứ nổi lên nổi xuống, đơn giản vậy thôi. Được hay quý vị? Dạ sư, cho con chia sẻ chút xíu chuyện của con được không sư? Được. Dạ thì con làm trong, con là cô giáo, con dạy trong trường học. Thì thường thường đầu năm đó thì mình phải, tại vì con phải dắt mấy đứa học trò đi từng lớp, để thí dụ như lớp khoa học thì mình phải làm gì, để đi vô thư viện thì phải làm gì cho học sinh nó mới vô đó. Thì cái cô này cô làm trong thư viện thì cô mới nhờ con là thôi bữa nay đừng dẫn học sinh đi, giống như ở lại đây hát cổ. Thì con nói ok thì cũng được. Thì con hép cổ. Thì cổ đại khái cổ giảng nghĩa cho tụi học sinh biết cái lớp mà đi vào thư viện thì làm gì. Thì khi mà cổ giảng nghĩa xong rồi thì cổ đặt vài câu hỏi. Thì cổ cho quà. Cứ cho quà là giống như cái viết, cục kẹo, cái bánh đại khái vậy. Thì học trò nó đưa tay lên thì nó hỏi. Thì nó trả lời. Thì cổ nói ok được. Thì cô có mang tới. Khi mà con mang tới thì học trò nó thấy đủ thứ sư, cục gom, cây viết, rồi cái đồ, cái bút mạt, rồi đủ thứ, kẹo, bánh, rồi cái đứt nó chọn chọn thành nó hơi lâu.
cái tự nhiên cái bà nóng nảy, bà nóng nảy thấy giống như mình làm lâu vậy đó. Cái lúc mà con bỏ cái rổ quà xuống đó, cái bà chạy lại bà lấy bà giành, bà làm, bà không cho mình làm nữa. Cái con biết rồi, biết là mình làm không có ý, không vừa lòng bà, không vừa lòng bà, thì bà vừa lấy cái rổ con nói ok như vậy thì không cần con hét nữa thì thôi con đi. Thì chỉ có như vậy thôi. Nhưng mà trong lòng con tự nhiên con nói, mai à, tao làm ở đây 35 năm rồi, tao chưa có làm với mày một giờ đâu hết. Chỉ mới hét có mày chút xíu thôi mà mày vậy. Mày là boss tao thì chắc là tao quit job đi lâu rồi. Trong bụng con nói vậy. Nhưng mà chỉ nói vậy thôi. Rồi hồi đó tới giờ con với bà rất là thân. Dù không làm chung nhưng mà gặp nhau, nhân viên gặp nhau hoài. C2 rồi cho quà, mỗi năm mà bà cho quà cũng nhiều lắm. Đại khái vậy. Cái tự nhiên cái bây giờ con chới giới. Cái con đi con mới những lúc đầu thì không chào nữa, không muốn C2 nữa. Nhưng mà sau này con nghĩ không được. Con cũng C2, con vui vẻ rồi con cũng nói bữa nay vẫn đẹp rồi thật tiếc này nọ. Thì thứ thật với sư á thì ngoài mặt bây giờ thì con vẫn bình thường, nhưng mà trong lòng con là coi như chấm dứt. Không có còn coi quả là một người bạn nữa. Thì con không biết nè. Là... Cô Kim biết không? Mấy cái này là tại vì mình không hiểu người ta nhiều. Có gì không? Mình nghĩ rằng là cái chuyện mà họ gặp mình, họ say hi, họ cho quà như vậy là họ rất là tử tế. Rồi tới khi mà họ mà gặp cái chuyện gì mà mình thấy cái bề mặt thật sự của họ, cái mình nổi sân. Thì mình quên rằng là người ta cũng như mình vậy thôi à. Thành ra chỉ vì một chuyện là gì đấy, bà có lẽ là bà cái vì công chuyện của bà cần phải giải quyết cho xong rồi, vậy mà mình thấy mình cứ lề mề hoài thì mà cũng có bực, là bà mình dành cái rổ lại, thì mình cũng đôi khi mình cũng phải hiểu rằng là đó, bà tốt 10 điều á mà có một điều mà nó xảy ra thì thôi mình cũng tha thứ cho bà cũng người phàm mà, thấy không? Sao khỏi mình expect gì cái một cái người mà làm chung với mình, họ có đâu có phải là thánh nhân đâu đó. Thì đôi khi những cái suy nghĩ đó giúp cho mình cũng đỡ. Mình đừng có mong đợi gì những người xung quanh mình họ tốt hoài được, cũng giống như là ví dụ chẳng hạn như mấy người Phật tử họ tới chùa, họ nói sư, họ nói ô sư cần nghe rescue me a car rồi tôi sẽ tới thì giúp sư, đến khi mình gọi họ nói họ bận này chuyện kia rồi sư bực, sư cứ nghĩ ủa bực gì thì kệ, họ giúp được thì giúp rồi thôi, làm free mà. Từ khi mình có cần có những cái tư duy để giúp mình, nghĩa là làm dịu cái phiền não, nhưng mà nhiều nhất á là mình phải tu tập để cái tâm mình nó càng ngày nó càng có cái sự chấp nhận, có vậy không? Như cái trường hợp của bạn của Kim thì mình thấy rằng đó, bà làm rất là nhiều tốt với mình, bà vui vẻ, bà tử tế, bà cho quà cho đồ vậy đó, rồi bây giờ bà chỉ nóng một chút cái mình gạt hết trơn à? Đó, cô nghĩ sao thấy không? Vì vậy mình cũng phải là thôi thì bà không ương thôi không sao. Chừng nào mà tệ quá rồi mình mới bắt đầu mình cắt đứt dây chuông rồi mình mới dẹp chứ cái chuyện mà liên lạc với người ta còn được này thôi. Hả? Cái ý của sư là vậy đó. Thì thôi mình cứ nên bỏ qua mình suy nghĩ. Bà tử tế với mình rất nhiều năm rồi mà đâu phải hôm nay đâu đâu, thấy không? Chỉ còn một chút vậy thôi, công chuyện nó xảy ra. Bà đang nóng nảy, bà muốn cái câu chuyện bà cho xong mà mình làm lề mề quá bà không ưa. Bà dành cái rổ đó mà chắc có lẽ cũng có ý gì nóng mà. Cái người nóng nảy đâu chỉ học chân thật lắm. Dạ, con cảm ơn sư, nhưng mà con... Thì cô không nghĩ, dĩ nhiên là sư nói đó là cái ý của sư thôi. Còn cái việc thấy thời gian thì khi mà ai mà hurt mình một lần rồi là mình nhớ hoài. Mình bao giờ mình tha thứ cho họ đâu, mình cũng vậy đó. Và mình nghĩ như vậy thì mình nhớ, nếu mà mình làm người khác người ta cũng sẽ như vậy. Có thể ngoài mặt người ta vui vẻ, người ta nói quá gì chưa chắc à. Có vậy không? Thì mình thấy cái mối tương quan với mình với những người xung quanh nó rất là giả tạo. Nhưng mà không có ai có tu hết thì nó phải vậy thôi. Dạ, con đồng ý. Thí dụ như mình, tại vì đây là trong một cái môi trường giáo dục sư, cho nên con chưa có gặp người nào hơi kỳ giống như bà này, làm trước mặt người ta, không làm trước mặt người ta là cái rổ bổn phận của mình là bây giờ bà nhờ mình làm cái rổ đi, mà giờ bà lấy lại thì tất nhiên là bà làm hớt quá. Thì đúng rồi, thì dĩ nhiên, nhưng mà cô Kim cũng phải so sánh là từ trước giờ bà đâu có làm gì nhiều như vậy, thấy không?
Không, hoặc giả sư... là cái lầy là do mình expect bà nhiều quá, mình nghĩ rằng sư... bà như vậy là bà rất là tốt, bây giờ bà phản ứng một cách sổ sàng như vậy, do đó mình nổi sân khó chịu. Điều đó là trong này là có một phần của mình không hiểu người ta, hoặc giả là người ta chỉ lâu lâu ta bị cái cơn vậy thôi, mình cũng vậy đó. Mình có thể tư tế đụng cái chuyện gì thì mình nói rất là dữ, mình làm rất là dữ, mình phản ứng rất là mạnh, làm cho người ta làm hớt người khác. Và thì trong hai cách nào rồi mình thấy trong cái mối tương quan với những người khác rất là đặc biệt, rất là khó khăn, mình phải dùng rất nhiều cái sự suy nghĩ để mà mình dẹp dùng cái tâm sân hận của mình này, chứ không phải là mình lo cho người ta đâu, mình lo cho mình này, đúng không? Câu chuyện xong xuôi rồi, cái chuyện không có ra gì hết trơn, mà bây giờ nó linger on, nó tiếp tục rồi. Đó là cái đó là mình phải biết lo đó. Chứ còn cái chuyện mà người ta tốt người ta xấu như thế nào mình không có xử lý được, nhưng mà mình này vì một cái chuyện rất là nhỏ nhặt, đôi khi một lời nói là một hành vi, một cái cử chỉ cho người ta đó, rồi đôi khi người ta vô tình thôi mình người ta suốt đời. Nhưng mà con làm việc trong môi trường giáo dục xưa người ta nai dữ lắm, không bao giờ mà người ta nói bởi vì người chứ. Tất cả mọi người đều nai, do đó có thể họ chắc gì họ nai thật, họ chỉ đóng kịch mà thôi. Thấy không, đâu có biết. Do đó tôi kể đó, mình nai sẽ tốt, mà nếu trong trường hợp mà có chuyện xảy ra thì mình cũng phải chấp nhận thôi. Con người mà có ai giỏi đâu, ta nai sẽ là bởi vì ta làm cho cái môi trường đó ta phải như vậy, vì mình là ông thầy giáo, mình phải cho nghiêm túc, mình cho đàng hoàng tử tế. Nhưng mà thả ra mà hết cái môi trường đó ra ngoài, mình cũng quậy tới nơi tới chốn, mình tới bến luôn, thấy không? Thì bản chất con người là bản chất phiền não mà, có ai mà giỏi gì đâu. Đó các sư đó, ngồi trước mặt Phật tử thì liêm diêm mới làm cái bộ là thánh thiện lắm, nhưng mà khi gặp mấy ông nghe muốn nói chuyện thấy còn trời ơi nữa, còn hơn Phật tử nữa. Bởi vậy, vì vậy mà khi mà mình hiểu được như vậy, mình hiểu người ta rồi thì mình sẽ hiểu mình hiểu mình rồi mình hiểu người ta, đó là ở chỗ đó. Vì vậy có cái môi trường nào mà hoàn toàn đâu, ở cái chỗ tu hành nó còn hoàn toàn nữa, mà mình thấy có rất nhiều cái chuyện bê bối, thấy không? Cái môi trường giáo dục làm sao mà gọi là hoàn thiện bằng cái môi trường của chùa chiền tổ thừa viện được, có kim so sánh sao? Thấy chuyện không thể xảy ra được mà đã xảy ra. Sư ơi, ở bên trong chùa nó dữ dằn hơn ngoài mối giáo dục của con lắm, con nói thật. Thì không, thì người... tôi hiểu rồi, nhưng mà trong chùa là tại vì không ai trả tiền, còn giáo dục người ta trả tiền cho mình vô đó mà, thấy không? Cho đó mình cũng phải biết chứ. Vậy không? Vì vậy không phải là sư nói như vậy để sư nói rằng tất cả mọi người đều xấu, nhưng mà mình đừng có tin tưởng gì. Ngày nào mình còn phiền não, không có cái gì mà hoàn toàn hết trơn, khó khăn lắm. Đừng có mong gì đến người ta hết trơn, rồi người ta cũng không mong gì đến mình. Tại vì sao? Cũng giống như ví dụ như trước mặt quý vị sư nói rất là tốt đó, nhưng mà khi mà đụng chuyện sư cũng la hét. Hôm nay sư nhớ hôm nay có một cái bà đó, sư không biết bà người nào, mà người Mỹ, người Bế là người nào, bà nói tiếng Việt không được, mà bà đeo khẩu trang mà bắp thu luôn. Các sư đang ngủ, bà cũng đấm cửa, bà đấm âm cái phòng của sư, bà cũng phải giật cửa luôn, vô ra. Hóa ra là bà đang panic là vì bà mẹ của bà đau, và các vị ở đây thường thường chắc là có thói quen là đi tụng kinh cho bà quen rồi. Thật ra bà nghĩ rằng là bà tới bà khóc khẩn cấp quá, urgency, bà phải cửa. Là sư mở ra, sư làm cũng sùng với bà, thấy không? Thì mình cũng hiểu là kìa đây bà ở panic rồi, bà đang hốt hoảng mà mẹ bà đau rồi, bà nghe nói mấy ông sư là khi nào đau phải nhờ sư, các sư tới tụng kinh qua một tiếng, thì đây là cái thói quen mà các vị ở đây có lẽ là làm cho bà vậy đó. Còn sư lại nghĩ rằng buổi trưa mình nghĩ chút mà cái phòng của mình thì vô phải gõ cửa cho đàng hoàng tử tế, không tự nhiên giật ra rồi mở ào ra vậy, mà rất là may thì thấy bà đi vô là sư đã lo chìa khóa rồi. Nhưng mà khi mà đụng chuyện là sư cũng tâm bành lục tặc lên, đâu có tốt tí nào chứ đâu. Nhưng mà mình hiểu rằng phiền não còn mà, chứ à, còn dữ lắm, tiếp tục tu nữa, đơn giản vậy thôi. Thôi được rồi, nghe quý vị hết giờ rồi, sư cũng mệt rồi. Cảm ơn sư. Mình để câu hỏi lần tới đi. Phật. Dạ mời quý vị đọc bài Hồi Hướng Công Đức. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả
đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Sa thú sa thú lành thay, con cảm ơn sư, con chào sư. Dạ. Sư có một cái tin tức này sư muốn chia sẻ cùng anh chị em trước khi mà chấm dứt cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay, đó là trong 3 ngày nữa là sư sẽ về Việt Nam. Sư nghe sư Phật Thái, bạn của sư đó nói rằng là đó, ở bên Việt Nam nó cũng có nhiều cái trường hợp người ta rất là khó khăn, người ta muốn gì đây mình hỗ trợ dùng về vấn đề tiền bạc cái gì đó sư cũng được chưa được rõ, nhưng mà chắc rất là nhiều tiền bạc. Thì sư có hứa với sư Phật Thái, sư nói rằng là ở bên này Phật tử cũng có cho một cái số tiền để cúng qua miếng điện đi chỗ này chỗ kia, nếu mà trong trường hợp mà về mà nếu mà nhắm được thì sư sẽ cố gắng sư làm phước, sư giúp đỡ cho những cái gia đình đó. Có nhiều người ví dụ chẳng hạn như ông kể sơ sơ thôi, sư chỉ nghe thôi là 2-3 gia đình đó rồi không có nhà vệ sinh, rồi mà người ta đi vệ sinh tầm bậy tầm bạ rồi vậy. Cái khu vực có ông ở thì bây giờ yên rồi, nhưng mà có khu vực hơi xa xa rồi đánh lộn đánh lạm nhau về cái chuyện đó. Thôi để mình về mình coi, nếu mà trong trường hợp mình cần mình cũng giúp đỡ được chút tỉnh mình giúp đỡ ra, đó là một cơ hội để mình làm phước nữa, để báo cho quý vị biết đó, ha. Nhưng mà chưa, sư chưa có rõ là cần cái gì, chắc có lẽ là cũng không nhiều đâu. Thôi được, tôi xin chào quý vị nha. Chúng con cảm ơn sư, chúc sư luôn khỏe mạnh này. Hẹn quý vị tuần sau ha. Dạ, con sẽ gửi cho sư 300 để sư về sư làm phước thiện. Mô Phật, tốt quá. Dạ, cảm ơn chị Diệu Đài.